Hi, chào anh em, tôi là Tuyết đây. Hôm nay tôi sẽ mở review nhanh cho anh em hai cây súng. Thực ra là review thì không đúng bởi vì cây DCS Eagle mình review khá nhiều rồi. Từ bản bản sơn Skin Tiger này, từ bản L6 này, bản .50 AE này. Đấy, hôm nay mình review một cây nữa. Thực ra là mình so sánh giữa cây màu bạc và cây màu đen. Đây là cây màu bạc này. Và đây là cây màu đen. Màu đen thì ít, anh em ít biết đúng không? Và phụ kiện thì như nhau nha, đều có cái BB Loader. Băng đạn thì cũng là đều là màu đen. Cái này có túi nông nhưng bỏ ra. Đấy, băng đạn nó như nhau, không nói gì. Mình chỉ xoay về cái súng thôi. Đấy, em sẽ thấy là cái phiên bản màu đen nó khác gì phiên bản màu màu bạc. Rồi. Đây. Phiên bản màu đen. Nhìn nó cũng khá là thú vị. Cái dòng DCS Eagle này nặng nhất là cái mác. Cái mác rất là nặng. Nếu mà các bạn chỉ cần cắm cái mác này vào ấy thì mình sẽ cảm nhận được cái trọng lượng cây súng này. Còn nếu mà bỏ cái mác ra ấy thì nó cũng bình thường. Khi mà cho cái mác vào lực kéo nó kéo xuống ngay. Cảm giác cây súng nó cân bằng. Còn khi bỏ cái mác ra thì cái đầu nó hơi nặng nặng một chút so với cái thân. Đây là phiên bản màu đen. Cái nước sơn của màu đen này cũng hay. Thường thì anh em chơi CS, chơi Half-Life thì hay có khái niệm lục bạc đúng không? Lục bạc chính là cái cây này. Nhưng mà khi mà cầm đến cây màu đen Cybergun họ thuê Wii làm thì các bạn sẽ thấy là cái độ hoàn thiện sản phẩm của nó cũng rất cao. Rất cao. Đầu tiên các cái chữ này khắc rất sâu và rất nét. Đấy, này phải khắc CNC đi vào sâu như này. .50 AE. Đấy. Nước sơn của nó cũng khác hoàn toàn với những cây của Wii. Nếu các bạn cầm cái cây Wii thì các bạn Wii làm cho Wii nó khác, mà Wii làm mà cho gia công sản phẩm cho các hãng khác thì nó phải khác. Đấy, sao mình gan. Mình thấy rất hay là dòng DE là khi nó chạy, cái slide nó chạy mỗi phần này, còn phần nòng nó đứng im, phần outer phần trên đứng im. Thế này là nó khác với dòng 1911 hay là khác với dòng Glock. Cơ bản là người Việt mình cầm cây DE này thì nhìn nó hơi bị kịch cỡm, tại vì cái vóc dáng người Việt nó thấp. Còn nếu mà bọn Tây nó cầm thì nó mới hết được độ gu, độ ngầu, cool ngầu. Tất nhiên là phiên bản màu bạc này là anh em thích, nhiều anh em thích hơn. Nhưng mà phiên bản màu đen lại rẻ hơn phiên bản màu bạc lên tới 1 triệu đồng. Một đôi. Khá đẹp. Tuy là màu đen nó không bóng lộn như cây màu bạc đâu, nhưng mà cái nước sơn của nó cũng rất là chất lượng. Tường khắc CNC ok. Anh em có thể xem lại cái bài review chi tiết của mình về cây DE này. Cây DE này. Mình có làm cái clip review rất chi tiết rồi. Rồi, mình đã vừa xong cái phần khoe sản phẩm cây Cybergun DCS Eagle bản màu đen. Đấy. Giá rẻ hơn màu bạc đến 1 triệu. Rẻ hơn hẳn 1 triệu luôn. Anh em nào chơi thì ebook.
Rồi, cảm ơn em đã xem clip, chào anh em.